Như các bạn đang nhìn thấy ở trên màn hình đây thì đây chính là chiếc TV Xiaomi Mi TV 6 Extreme có kích thước là 65 inch và độ phân giải là 4K. Tuy nhiên, nó khác với những cái TV mà mình đã từng review cho các bạn xem, bởi vì đây là sản phẩm nội địa Trung Quốc các bạn nha. Chúng ta sẽ không thể nào mua được ở Việt Nam đâu, nhưng mà bằng một cách nào đó thì chúng mình vẫn mang về đây được. Điểm đặc biệt nhất của nó đó là nó có một cái camera thò thụt và tốc độ thò lên thụt xuống thì đấy, như các bạn thấy là nó cũng khá là chậm. Nhiều bạn có thắc mắc là TV thì trang bị camera để làm gì? Thì trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này, chúng ta rất cần TV để có thể học online đấy, học qua Zoom, nói chuyện với nhau FaceTime qua Zalo đúng không? Nó có một cái góc khá là rộng và độ phân giải là 48 megapixel. Tuy nhiên mình thấy rằng là hình ảnh nó hơi bị vỡ ấy. Có thể là do cái TV này to quá nên là cái mật độ điểm ảnh nó bị dàn trải ra, thành ra là hình ảnh nó cho ra từ cái TV qua camera thò thụt cũng không được sắc nét lắm. Tuy nhiên mình thấy rằng là nếu như mà các bạn biết lợi dụng nó nhá, thì các bạn sẽ có những cái bức ảnh chụp selfie góc siêu rộng cực kỳ là đã mắt. Chụp xong là xem cái ứng dụng lưu trữ tệp ES ngay trong TV được, thậm chí là lấy ra ngoài cũng ok luôn. Xem video đến đây thì chắc chắn là sẽ có một số bạn hỏi là ok, tớ không có nhu cầu học Zoom, tớ cũng không có nhu cầu selfie qua một cái màn hình 65 inch 4K. Thế thì cái camera này để trưng cho đẹp thôi đúng không? Đương nhiên là không rồi, người Trung Quốc họ tạo cái gì ra thì cũng có lý do cả các bạn ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển cái TV này thông qua cử chỉ. Nhìn nhá, nhìn thế này. Trời ơi, xí, làm lại nhá, làm lại đúng một lần thôi. Đấy, thấy không, thông minh không, cực kỳ tuyệt vời luôn. Chỉ cần giơ ngón tay lên là ngay lập tức là TV của chúng ta sẽ tạm thời tắt tiếng. Và các bạn muốn nó bật tiếng lên, chỉ cần giơ ngón tay lại. Được cái là cái camera này rất là thông minh. Mặt mình có xấu như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần giơ ngón tay lên là nó cũng nhận được. À mà các bạn nhớ nhá, là trong phòng đèn đó nó phải ok một tí, sáng sủa thì nó mới nhận được. Ngoài ra nếu như các bạn muốn chụp ảnh mọi người ấy, thì có thể giơ cái biểu tượng như này, biểu tượng ok ấy, là nó cũng sẽ chụp được mà không cần phải bấm điều khiển. Bên cạnh camera pop-up thì chúng ta còn có một màn hình có tần số làm tươi lên đến 120Hz ở trên TV này. Do đó nên là anh em hoàn toàn có thể cắm ra các màn hình để chơi game các thứ cho nó chất chơi người rơi. Nhưng mà các bạn phải nhớ này, khi mà chúng ta có PS5 này, có RTX 3080 các thứ ấy, thì chúng ta mới chơi được. Có một điểm nữa mình rất là thích ở cái TV này đó là về phần thiết kế. Với những cái TV bình thường ấy, hàng Trung Quốc này hoặc là hàng Indonesia giá rẻ mà chúng ta thường nhìn thấy trên thị trường thì sẽ có hai cái chân đế. Còn với cái TV Xiaomi này, nó sẽ có nguyên một cái chân đế hình chữ nhật to thù lù ở giữa TV như thế này. Và phải nói là TV cực kỳ chắc chắn và nó cũng nặng nữa các bạn ạ. Đó là về phần chân đế, còn như anh em nào mà thích treo TV lên tường ấy thì cũng hoàn toàn có thể treo được, mặc dù là nó hơi nặng một tí. Và nhìn tổng quan của TV thì chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn với viền cực kỳ mỏng. Và cái nhược điểm duy nhất của nó chỉ là nó dày và nó nặng thôi. Còn đâu tất cả mọi thứ về trải nghiệm nhìn ngắm của mình thì là ok. Về tấm nền của TV thì lúc đầu mình tưởng là nó không ngon các bạn ạ. Nhưng mà sau một thời gian dài trải nghiệm với các thể loại phim tài liệu nhìn trắng lắm các bạn ạ, trắng đẹp. Riêng về độ sáng của TV thì đây là một điểm mình đánh giá rất là cao. Bởi vì bình thường ấy, mình chỉ để mức từ 50 đến 80% là quá đủ xem rồi. Như các bạn đang nhìn thấy qua ống kính ấy, thì đây là mức độ sáng 35%. Chứ không bao giờ các bạn cần phải đẩy lên mức là 100% cả. Chính cái độ sáng cao này thì cũng giúp cho TV có một độ tương phản tốt hơn. Gần như là nó không có cái điểm gì mình phải chê về cái mặt trải nghiệm hiển thị cả. Có chăng ấy là khi mà mình đứng lệch sang một bên ấy, thì nó sẽ có hiện tượng hơi bị ám xám xám nhẹ ở bốn góc TV. Nhìn chung thì đây là điểm yếu của màn hình LCD rồi, mình cũng không phải nói quá nhiều nữa. Bù lại thì cái chiếc TV này vẫn đầy đủ các tiêu chuẩn như là Dolby Vision này, HDR10+ và phục vụ rất là tốt cho quá trình các bạn xem phim, nghe nhạc các thứ. Lại nhắc đến xem phim thì nó cũng có luôn chế độ movie, xem thể thao hay mặc định thì cũng có. Thậm chí là anh em có thể chỉnh từng thông số nhỏ nhất theo đúng ý của anh em. Cơ mà khá là lằng nhằng nên là mình chọn một phát luôn cho nhanh. Tuy nhiên mình thấy sự khác biệt là không quá nhiều, phải để ý thật là kỹ thì mới thấy. Thêm một điểm nữa mình rất là thích ở cái TV này, đó là khả năng kết nối của nó đa dạng. Mình có thể phản chiếu màn hình của Android này, iOS lên TV, và thậm chí là cả laptop, Windows, MacBook các thứ, không có cần bất kỳ một cái sợi cáp nào cả. Độ delay của TV chỉ tầm 1/4 giây và sẽ vô cùng tiện lợi dành cho những bạn nào mà cần kết nối không dây. Riêng cái loa của TV này thì cũng khá là to mồm và nghe cũng hay nữa. Bật cho các bạn nghe thử nhé. Nó có tổng cộng là 8 loa và mỗi loa nhỏ công suất là 12.5W. Đấy, bình thường mình ngồi trong nhà mình để tầm độ như thế này thôi là nghe là đã điếc tai rồi. Đấy, đây là một cái video về phong cảnh các bạn ạ, nên là nhạc nhẽo nó sẽ nhẹ nhàng như thế. Còn nếu như các bạn thích EDM, các bạn thích nhạc nó sập sình bùm bụp hơn thì cái loa này cũng hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn, nghe khá là ấm. Đó là tất cả những cái điểm mình muốn khen về cái TV này trong video ngày hôm nay. Cái nhược điểm của cái TV Xiaomi Mi 6 Extreme này ấy, đó chính là nó là một sản phẩm nội địa của Trung Quốc, do đó nó không có tiếng Việt ở phần cài đặt gốc nhá. Kể ra mà bố mẹ chúng ta dùng ở nhà mà không có tiếng Việt thì cũng hơi ngại.
Thêm nữa là nếu như các bạn muốn cài đặt Netflix ở trên cái TV này thì nó cũng hơi bị lằng nhằng. Ví dụ một ngày mà Netflix nó điều chỉnh lại lỗi thì bạn sẽ không thể nào xem lại được. Lúc đó thì anh em sẽ lại phải nhờ bên bán hàng fix lại hoặc là cập nhật lại ứng dụng trong kho riêng của TV. Tuy nhiên, được cái là bên bán lẻ thì rất là nhiệt tình và sẵn sàng cung ứng cho chúng ta mọi cái nhu cầu chúng ta cần. Hầu hết các ứng dụng như là YouTube, FPT Play, K+ hay là cả Zoom, Zalo các thứ thì chúng ta đều có thể cài được và xem được ở trên cái TV này nhá. Anh em nào mà thích cài thêm cái gì thì cứ vào cái app Toyze TV mình cũng không đọc như nào, của bên bán lẻ họ làm, hoặc là vào cái ứng dụng APK Pure ấy, bấm chọn rồi tải file về cái là xong nhá. Ngoài ra thì hệ điều hành của TV này thì cũng là MIUI TV hàng nội địa Trung Quốc, nên là nó sẽ có một vài những cái điểm hạn chế. Bên bán lẻ sẽ cài thêm cho chúng ta Android 9 để có thể cài các ứng dụng khác tùy thích. Dùng thì cũng không thấy lag đâu, nhưng mà tùy biến thì được cái là nó không được sang trọng cho lắm. Và nó thẳng ra nó hơi bị dở hơi các bạn ạ. Nhiều lúc mình bấm vào cài đặt ý, mà cứ phải vào tận cài đặt trong TV thì mới có thể làm được. Chứ các bạn nhìn này, đây là cái cài đặt của Android nhá, và nó hoàn toàn vô dụng. Thực sự luôn đấy, nó chỉ cài đặt một xíu xíu thôi, chứ còn tùy biến sâu thì sẽ không được. Ví dụ mình bấm vào tùy chọn thiết bị này. Đấy, bấm hình ảnh này. Đấy, là nó mất luôn, nó không cài được luôn. Bản thân là một chiếc TV nội địa Trung Quốc nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ để vòng vạch trên TV này, đơn cử như là việc điều khiển thông qua app chẳng hạn. Nếu như các bạn thích điều khiển qua app thì vẫn có một quả app dành cho những ai mà đang học tiếng Trung Quốc và muốn cải thiện thêm vốn ngôn ngữ của mình. Mấy bạn học tiếng Hán rồi thì chắc chắn sẽ không phải lo về vấn đề này. Theo như mình thấy thì đây không phải là một chiếc TV dành cho đa phần các đối tượng người dùng, bởi vì nó là một cái sản phẩm hàng nội địa Trung Quốc nên là chúng ta cần phải hiểu qua về công nghệ một tí thì mới có thể tận dụng được hết tính năng của nó, từ cách cài mấy cái file APK này, và nói chung là với những người mà không hiểu biết quá nhiều về công nghệ thì sẽ hơi khó dùng nhá. Tuy nhiên, để khắc phục lại những cái điểm yếu này thì anh em chỉ cần một cái smart box là xong. Cá nhân mình thấy rằng là đây là một sự lựa chọn khá là hay dành cho những bạn nào ưa thích công nghệ, các bạn đã không thích những cái sản phẩm TV nó đã quá là quen thuộc trên thị trường rồi thì có thể thử sang chiếc TV này. Chúng ta sẽ có màn hình 65 inch, độ phân giải 4K, loa cực kỳ to mồm, thiết kế đầm, chắc, đẹp, và có cả một cái camera pop-up rất là thông minh ở kia. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc TV Xiaomi này? Hãy cho chúng mình biết bằng cách là comment xuống phía bên dưới. Và nhớ like, share, subscribe Vật Vờ Studio để đón xem những cái thiết bị công nghệ nó hay ho hơn mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nhìn TV này. Trời ơi, quá tuyệt vời luôn.